kinh nghiệm chọn mua máy in văn phòng hiệu quả. Máy in là một thiết bị không thể thiếu trong các văn phòng, trường học, công ty và gia đình. Máy in đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến độ công việc của mọi người, cũng như tạo sự thuận tiện hơn trong công việc. Vậy khi chọn mua máy in văn phòng cần chú ý những gì? Những sản phẩm máy in nào tốt nhất hiện nay? Nếu bạn đang băn khoăn về các loại máy in hiện nay, Mua Bán Nhanh xin chia sẻ một số kinh nghiệm mua máy in hiệu quả, giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình. Bạn cần in trắng đen hay in màu? Đây là yếu tố đầu tiên bạn nên quan tâm khi bắt đầu chọn mua máy in. Đối với những ai muốn tìm kiếm một sản phẩm để in tài liệu màu sắc kết hợp hình ảnh đa dạng thì một chiếc máy in màu sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho bạn. Tuy nhiên, máy in màu có giá khá cao, chi phí thay mực và sửa chữa cũng đắt hơn nhiều so với máy in trắng đen. Nếu bạn hầu như chỉ in đơn sắc một màu, thì các màu còn lại ít in lâu ngày dễ dẫn đến hư hộp mực và kéo theo hỏng hóc cả máy in. Nếu công việc của bạn không cần in màu, tần suất in cao và in nhanh chóng thì lựa chọn máy in đen trắng là thích hợp nhất. Bạn có thể chọn máy in laser, phổ biến với các dòng máy in trắng đen, in tài liệu thì chữ rất sắc nét. Và quan trọng là tốc độ in nhanh hơn máy in full rất nhiều, nhưng máy in laser sẽ không cho ra hình ảnh đẹp và mịn như máy in full. Bạn có nhu cầu in ít hay in nhiều? Bạn nên xác định nhu cầu in mỗi tháng khoảng bao nhiêu trang, mỗi máy in có công suất khác nhau. Nếu bạn chọn mua một máy in có công suất 2.000 trang một tháng, mà bạn lại in 4.000 trang một tháng, thì máy in của bạn sẽ nhanh hư hơn vì bạn buộc máy in hoạt động quá công suất. Theo đó, nếu bạn mua máy in có công suất lớn mà nhu cầu in của bạn lại nhỏ thì rất lãng phí, vì chắc chắn máy in có công suất lớn giá thành sẽ cao hơn. Bạn có nhu cầu đa năng khác ngoài in không? Hiện nay, tất cả các hãng sản xuất máy in đều có dòng máy in đa năng tích hợp nhiều chức năng với nhau để cho bạn lựa chọn. Nhờ vậy mà chúng ta không còn tốn công ra dịch vụ bên ngoài để photo hay scan tài liệu. Tuy nhiên máy đa chức năng sẽ đắt tiền hơn so với máy in đơn năng. Chọn máy in sử dụng hộp mực nào để tiết kiệm chi phí thay mực về sau? Mực in là thứ mà bạn trả tiền nhiều hơn cả tiền mua máy, vì máy in có thể bạn dùng vài năm, có khi cả 10 năm, nhưng mực in thì phải thay hàng tuần nếu in nhiều, hoặc in ít thì vài tháng bơm mực. Giá thay một hộp mực có khi gần bằng tiền mua máy in. Các dòng máy in laser HP sử dụng hộp mực mã 5A, 12A, 80A, 35A, 78A, 85A, 83A, 36A và các dòng máy in laser Canon sử dụng hộp mực mã 303, 308, 312, 325, 326, 328, 337 chất lượng bền, dễ sử dụng, chi phí nạp mực, thay linh kiện rẻ, chi phí mua hộp mực mới cũng tương đối, và chi phí sửa chữa máy in cũng rẻ hơn các dòng máy khác. Chọn máy in hãng nào? Lựa chọn máy in loại nào tốt nhất có lẽ là băn khoăn của rất nhiều người đang có nhu cầu mua máy. Thị trường Việt Nam có bán các loại máy in đến từ nhiều hãng nổi tiếng, từ hiệu Canon phổ biến nhất cho đến thương hiệu ít biết đến như Phantom. Nếu hãng Epson nổi tiếng với các phiên bản máy in full, thì máy in Canon lại nổi tiếng với những chiếc máy in sử dụng công nghệ in laser. Đặc biệt là máy in laser thương hiệu Canon có nhiều phiên bản với tính năng và giá thành đa dạng cho bạn thỏa sức lựa chọn. Máy in laser Canon có tốc độ in ấn nhanh, chất lượng hình ảnh cũng được xếp vào hàng tuyệt hảo. Đặc biệt, một số máy in laser Canon còn có tính năng in đảo mặt, kết nối Wi-Fi, tự động ngủ khi không sử dụng, bảo mật, nên rất được lòng người dùng. Máy in hãng HP và Canon được đánh giá là dễ dùng nhất, linh kiện cũng không khó tìm mua. Sau đây, Mua Bán Nhanh xin cập nhật top 5 mẫu máy in văn phòng tốt nhất trên thị trường năm 2019.
thực hiện bởi đội ngũ MVN, muabannhanh.com. Nhớ like video, bấm đăng ký, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh Mua Bán Nhanh bạn nhé.